Em lên cái clip này, thứ nhất là em rất là xin lỗi mọi người vì khách hàng của như em tất cả là những chị lớn tuổi và rất là văn minh, có học thức, nhưng mà lại để mọi người nghe được một cái câu chuyện mà nó không không mấy vui vẻ gì, không mấy nó tích cực gì cả. Nhưng mà vì em không còn một cách nào khác mà em lại thân cô thế cô, em không có ai bảo vệ mình ngoài pháp luật và ngoài các chị, ngoài những người ở trên mạng xã hội, những người biết mình cả. Nên là em hy vọng là mọi người sẽ xem cái clip này của em và hãy nghe, lắng nghe tất cả những gì mà em nói trong cái clip này. Thời gian qua thì em có nhận được rất rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi điện thoại hay là những tin nhắn dọa nạt kiểu như thế này. Mọi người ạ, em sẽ cho mọi người xem tất cả những tin nhắn như thế này. Nó không phải là một hai tin nhắn mà nó có rất rất nhiều. Nhưng mà em sẽ chụp dần và em sẽ đăng dần cho mọi người nghe, mọi người xem. Và em sẽ kể cho mọi người nghe là sự tích lịch sử tại sao lại có những cái tin nhắn như thế này. Bạn này đã xin vào shop nhà em làm việc từ năm 2019 đến năm 2020. Em nhớ không nhầm nha, nếu như em có nhớ nhầm chắc là 2018 đến 2019. Nói chung là đã xin vào trong một năm. Và bạn ấy đã là nhân viên chốt đơn của nhà em các chị nha. Đó thì bạn ấy trong thời gian làm việc thì thật ra thì hai chị em cũng không có gì xích mích quá nhiều. Chỉ là bạn ấy chểnh mảng làm việc rồi là làm việc bị lười hay xin nghỉ nọ kia. Thì thật ra thì đấy cũng là một cái nhân cách của một bạn nhân viên thôi. Thì mình mỗi người một tính, mình không thể nào mình trách được người ta. Thì em cũng không có nói gì nhiều. Cho đến khi bạn ấy nghỉ việc thì nghỉ việc trong cái một cái sự rất là vui vẻ. Hai chị em cũng không có một cái gì mà cãi vã hay là xích mích cả. Cho đến khi khoảng tầm 2 tuần sau thì có một bạn nhân viên khác, bạn ấy là bạn thân của cái bạn này, bạn thân của cái bạn CTH này đến nhà em và xin việc. Thì bạn ấy nói là chị ơi cho em xin việc vào nhân viên nhà chị với, em là bạn thân của CTH. Thì em mới nói là em sinh năm bao nhiêu, vì nhà em là nhà em không nhận nhân viên sinh năm quá trẻ, vì là quá trẻ thì sẽ hay nhảy việc và hay bỏ việc, thì nó tuyển nhân viên đi tuyển nhân viên lại thì nó rất là mất thời gian. Nên là em chỉ nhận nhân viên sinh năm 1995 trở lại thôi, còn từ 1995 đến 2000, 2000 bao nhiêu là nhà em sẽ không nhận ấy. Thì bạn ấy nói là bạn ấy sinh năm 2000 và bạn ấy là bạn thân của CTH. Thì em mới nói là ủa, tại sao em lại bạn thân của bạn ấy mà tại sao em lại sinh năm 2000, vì bạn ấy nói với chị là bạn ấy sinh năm 1997. Huyền nói với em là Huyền sinh năm 1997 và em đã chấp nhận cho Huyền vào làm việc. Thì bạn ấy nói là em đã cho mọi người đọc hết tin nhắn luôn. Bất cứ một câu chuyện gì của bạn ấy nói ra, kể cả trên mạng xã hội hay là kể cả là đối với tất cả mọi người, nhân viên cũ của nhà em hay nhân viên hiện tại của nhà em bây giờ vẫn đang đi làm việc cách đây bao nhiêu năm mà đã từng làm chung với Huyền, thì đều là những câu chuyện bịa đặt và nói dối hết toàn bộ 100%. Không có một cái gì là thật cả. Nào là mẹ em đi xe Mazda, bố em đi Mercedes, nhà em rất là giàu có tại Sơn Tây, rồi là chị gái em đi Ferrari, chị gái em yêu đại gia nọ kia, rồi là em cũng yêu đại gia. Rất 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 nhiều câu chuyện mà bạn ấy kể ra, bạn ấy tạo ra một cái vỏ bọc giống như là bạn ấy là một phật tài phiệt, là một người tài phiệt, nhưng mà đi làm chỉ để lấy kinh nghiệm thôi, để sau này mở shop và cũng bán mỹ phẩm rồi là cũng bán thế nọ thế kia. Sau khi bạn ấy nghỉ việc ở nhà em thì bạn ấy nói chung là em khi mà em nghe được rất là nhiều lời kể, và thật ra là cả nhân viên nhà em nó cũng kể cho em nghe rất là nhiều, thì cái câu chuyện này là sự thật đấy ạ, chứ không phải là, và em nghĩ là tất cả khách hàng mà xem livestream, xem clip, nghe giọng điệu là cũng biết được là bạn ấy y hệt như vậy, như thế. Nói chung là kiểu như là một phiên bản y hệt của em luôn mọi người. Em không muốn nói là bạn ấy bắt chước em nha, nhưng mà thật ra là em thấy nó quá giống em luôn ấy. Mặc dù là mình không muốn nói như vậy nhưng mà mình cảm thấy nó quá giống mình. Bạn ấy chuyển đến khu nhà em ở, đúng tòa nhà em ở thì bạn ấy cũng ở đấy luôn. Rồi em mua cái gì bạn ấy cũng mua cái đấy. Em thế nọ, em làm cái gì là bạn ấy cũng làm giống y chang như vậy luôn nha mọi người nha. Bạn ấy đặt hàng và mua hàng của nhà em, sau khi bạn ấy nghỉ việc cũng mua rất là nhiều hàng. Thì bạn ấy không lấy Facebook thật của bạn ấy mua, mà bạn ấy lấy Facebook của em gái tên là Chu Thị Nhật Lệ mua hàng của nhà em. Thì bạn ấy mua hàng thì lý do tại sao mà em và bạn ấy lại có xích mích như thế này. Bạn ấy mua hàng thì bạn ấy mua đơn, em nhớ không nhầm mà khoảng tầm 5 triệu hay là 6 triệu gì đấy. Tại vì cách đây 2 năm em cũng không nhớ nữa rồi, 2-3 năm em cũng không nhớ nữa rồi các chị ạ. Bạn ấy mua, sau đó khi mà ship đến thì bạn ấy bảo là gửi lễ tân cho bạn ấy, xong rồi bạn ấy chuyển khoản sau. Sau đó thì bạn ấy không hề chuyển khoản các chị ạ, và bạn ấy mất hút luôn,
không chuyển khoản 1.000 đồng nào và mất hút luôn. Thì sau đó thì em có lấy số điện thoại của em gọi điện là tại sao lại bom hàng như vậy. Em yêu cầu nhân viên thì em gọi điện cho bạn ấy là lý do tại sao lại bom hàng như vậy. Thì bạn ấy có nói với nhân viên nhà em là đã chuyển khoản rồi, thì em yêu cầu xin sao kê tại vì em không có nhận được tiền các chị ạ. Mà lúc đấy, thời điểm đấy và đến bây giờ em nghĩ là 6 triệu cũng cực kỳ to chứ không hề nhỏ đâu mọi người ơi. Thì bạn ấy không hề sao kê, không muốn sao kê, và bạn ấy không trả lời, bạn ấy không, nói chung là bạn ấy ăn chặn luôn đấy ạ. Thì em có nói là em gái của Huyền mà phải làm như vậy à, rồi là còn thế nọ thế kia, rồi em xin địa chỉ thì bạn ấy bảo là tao thách mày đến, tao cho mày địa chỉ đấy, bố mày chờ mày, nói chung là bố mày chờ mày con ạ. Bạn ấy nói những cái cụm từ mà kiểu như là khi mà mình đã bị ăn chặn tiền như vậy rồi ấy, mà mình lại còn bị dọa ngược lại, thì nếu là mọi người thì mọi người sẽ như thế nào. Nhưng mà em thì em rất là hiền nha các chị, em phải nói thật các chị là bản thân em là em thân cô thế cô, em không có chơi với dân xã hội, em cũng không kiểu như mình là người có học ấy, em cũng không có chơi với dân xã hội, em cũng không có đánh nhau bao giờ cả, em cũng không có thuê ai để mà dọa dẫm ai cả. Em chỉ cảm thấy là phước đức của mình đến đâu thì mình nhận đến đấy. Khi mà mình chịu như vậy thì sau này con cái mình hay là nghiệp quả mà mình phải nhận thì nó cũng sẽ là ngược nhận lại với mình thôi. Đó mọi người ạ. Đấy, sau đó thì lúc đấy là bạn ấy đã yêu cái cầu thủ bây giờ rồi. Thật ra thì em rất là ngưỡng mộ những cái người giỏi giang và có tài như cầu thủ đó. Thì em cũng không có một cái ý gì với cả cái bạn người yêu của bạn ấy cả. Nhưng mà khi đó thì bạn ấy đã yêu cái bạn ấy rồi và bạn ấy lên báo, báo viết về bạn ấy rất là nhiều. Thì lúc thời điểm đấy em rất là tức các chị ạ, nếu là các chị thì các chị cũng giống em thôi, em cực kỳ tức luôn. Thì em cũng có lên những cái bài báo đấy, những cái không phải bài báo mà gọi là cái trang TikTok ấy ạ. Em comment là trời ơi đứa này làm gái đấy, đứa này làm sugar baby đấy, chứ không phải là làm người bình thường. Và lý do tại sao em nói như vậy thì em sẽ cho mọi người đọc tin nhắn. Mọi người hãy đọc đi ạ. Không phải là em bịa đặt mà là cái này là sự thật. Em nghe được từ bạn thân của bạn ấy nói là bạn ấy làm nghề này, nghề này, nghề này. Và ở cái Facebook cũ của bạn, bạn CTH này ấy, có chụp ảnh rất là nhiều lần đi tập gym, đi ăn uống cùng với cả cái bạn này, chứ không phải là không. Nên là em nghĩ là không thể nào bịa đặt được những cái câu chuyện mà quá khủng khiếp như vậy. Thế nên em có comment là trời ơi đứa này như thế này, đứa này như thế này đấy. Sau đó chỉ duy nhất một lần em comment như vậy thôi. Và sau khi mà em bầu, em chữa, em đẻ, thì em vừa mới đẻ xong được, em nhớ không nhầm là hình như được 1 tuần hay là 2 tuần gì đấy, thì bạn ấy nhắn tin, bạn ấy dọa nạt luôn. Bạn ấy kêu là tao với mày phải gặp nhau đi. Không, em nói là đến nhà gặp em đi để giải quyết cho nó xong đi. Tại vì là chỉ là một câu nói trên mạng thôi, và em không bịa đặt các chị ạ, mà là em nghe được từ người bạn thân của người ta nói như vậy. Và thời điểm đấy là mình quá tức khi mà mình bị lừa tiền, thế là em mới comment như vậy. Nên là có thể là em sai, em sai, em cũng biết là em sai. Và em nói thật các chị là khi mà em gặp bạn ấy, em cũng có nói là tao nhận là tao sai. Nhưng mà rõ ràng là bạn ấy bom hàng của em, bạn ấy lừa tiền của em, mà bạn ấy không có một câu xin lỗi nào, không bao giờ nhận sai về mình, không tự biết được bản thân mình ở đâu, không tự biết được bản thân mình như nào, bị náo quyền lực. Sau khi mà em đẻ xong thì 1-2 tuần đầu tiên, lúc đó em còn kiểu đẻ xong là mình đang ở cữ ấy mọi người, thì bạn ấy có nhắn tin, bạn ấy dọa nạt khắp nơi. Mà trong khi đó cái câu chuyện đấy nó đã từ rất là nhiều năm trước rồi, nhưng mà em không hiểu sao bạn ấy bị ám ảnh, hay là bạn ấy bị làm sao ấy mọi người ạ, hay là bạn ấy bị, em cảm thấy là trong đầu của bạn ấy lúc nào cũng có hình bóng của em, giống như kiểu là người yêu ấy mọi người, kiểu như là người yêu tiền kiếp ấy. Em sợ hãi một cách kinh khủng luôn, mà đến bây giờ vẫn như thế. Bất cứ một cái livestream nào của em bạn ấy đều xem, và có những cái livestream còn comment kiểu toxic, comment kiểu chửi bới, comment kiểu dọa nạt ở trong livestream của em luôn. Nhưng mà em luôn luôn bơ đi, và em coi như là một cái đống rác ở trước mặt mình thôi. Em không muốn cái những cái con người mà nó kiểu nó quá là độc ác nó xuất hiện ở trong cuộc đời của mình ấy mọi người, bởi vì là mình hướng thiện mà, em mình không thích làm như vậy. Bạn ấy nhắn tin Zalo, em không trả lời. Bạn ấy nhắn tin Facebook, em chặn. Em chặn bạn ấy lại, lấy số điện thoại bạn nhắn tin vào điện thoại của em. Bạn ấy nhắn tin số điện thoại này không được, bạn ấy mượn số điện thoại của một người chị xã hội, dân xã hội nha mọi người nha, nhắn tin để dọa nạt em. Sau đó thì em có kể cho một người chị của em, người chị này cũng là một người có học thức các chị ạ, người có học thức thôi, có địa vị trong xã hội, có học thức, người ta không phải là một dân xã hội.
thì lại nhờ cái người đấy nhắn tin cho cái người chị của em là tại sao mày lại không phải chuyện của mày, mày lại liên lại 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 xen vào làm gì. Trời ơi, em kiểu em bị rất là sốc ấy mọi người, rất là hoang mang.